Được mệnh danh là visual của Blackpink, Jisoo luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Chẳng những được khán giả công nhận mà cô nàng còn được nữ thần đẹp nhất K-pop tán dương trên sóng livestream. Cách đây 7 năm, Kim Jisoo được công bố là thành viên thứ 3 của Blackpink. Những bức ảnh hồ sơ của nữ idol sinh năm 1995 đã khiến nhiều người phát cuồng gần như ngay lập tức. Thời điểm ra mắt, khán giả đã bị thu hút bởi vẻ ngoài trong sáng và ngây thơ cùng các đường nét hài hòa trên khuôn mặt của chị cả Hắc Hường. Là một trong những idol hiếm hoi phù hợp với yêu cầu khắt khe về nhan sắc xứ Hàn, nên cô nàng càng được công chúng quê nhà yêu mến. Qua các năm, Jisoo lột xác mạnh mẽ hướng đến hình ảnh trưởng thành hơn trong trang phục và phong cách trang điểm cầu kỳ. Nữ idol được cho là make up đậm hơn để làm nổi bật các đường nét khác nhau trên khuôn mặt. Bên cạnh đó, giọng ca Flower cũng bổ sung thêm các thương hiệu cao cấp và xa xỉ vào tủ đồ của mình, đồng thời xây dựng một hình ảnh mới đẳng cấp hơn. Màu đỏ trở thành màu son yêu thích của cô, giúp tăng thêm vẻ quyến rũ và hoài cổ. Mái tóc đen và lớp trang điểm nhẹ, nữ idol tự tin sải bước trên sân khấu và các sự kiện trước công chúng. Đến hiện tại, Jisoo vẫn là visual chính của nhóm nhờ nhan sắc cùng thần thái đỉnh cao của mình. Vẻ đẹp của chị cả Blackpink được sự công nhận từ khán giả, đồng nghiệp và cả các nhãn hàng nổi tiếng. Bằng chứng là mới đây, thần tượng họ Kim được một đàn chị công khai dành nhiều lời khen cho nhan sắc cực phẩm của mình. Theo đó, tối 11 tháng 12 vừa qua, mỹ nhân đẹp nhất K-pop thế hệ 1, Angelny đã thực hiện một buổi phát sóng trực tiếp để giao lưu với người hâm mộ. Đáng chú ý, cựu thành viên SES gây sốt khi lần đầu lên tiếng về việc Jisoo Blackpink được xem là bản sao của cô. Ngay trên sóng livestream, Angelny tán dương nhan sắc của nữ idol 28 tuổi, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước việc khán giả liên tục so sánh đàn em với mình. "Trông tôi giống Jisoo lắm à mọi người, chúng tôi thật sự trông giống nhau sao, giống ở đôi môi ư, tôi thực sự rất cảm kích. Rất nhiều người đã nói tôi giống Jisoo rồi đấy, tôi cảm ơn mọi người nha, Jisoo cực kỳ xinh đẹp ý", mỹ nhân thế hệ 1 nói. Lý giải cho sự so sánh này là vì từ khi ra mắt, Jisoo đã gây sốt mạng xã hội nhờ sở hữu diện mạo rất giống Angelny, đặc biệt là khuôn miệng hình trái tim và nụ cười duyên dáng ngọt ngào. Cả hai nữ thần tượng đều được xếp vào nhóm tường thành nhan sắc trong thế hệ của mình. Thậm chí hai ái nữ của tiểu tam Penthouse còn từng chiếm sóng mạng xã hội vì được nhiều người nhận xét là sở hữu diện mạo tương đồng với Jisoo lúc nhỏ. Nhờ nhan sắc đỉnh cao, chị cả Blackpink cũng nhận được lời mời hợp tác từ nhiều nhà mốt xa xỉ trên thế giới. Nữ ca sĩ hiện đang là đại sứ thương hiệu của hai thương hiệu nổi tiếng từ Pháp là Dior và Cartier. Đáng nói, hai thương hiệu này được cho là đang tranh giành nhau để có được sự hợp tác của cô nàng. Cụ thể, Jisoo là người được Dior đăng bài riêng đầu tiên trên các nền tảng quan trọng như Twitter, Instagram. Nữ đại sứ cũng có một video riêng được quay tại sự kiện, trong khi những đại sứ khác chỉ xuất hiện trong video chung. Được biết, kể từ khi được tuyên là đại sứ toàn cầu Dior tháng 3 năm 2021, giọng ca Flower luôn góp mặt trong các sự kiện show diễn quan trọng của thương hiệu. Nữ thần tượng còn được lãnh đạo của Dior đón tiếp nồng nhiệt khi tham dự. Truyền thông quốc tế cũng không ít lần đăng bài ca ngợi Jisoo chính là công chúa Dior với sự ưu ái mà không phải ngôi sao nào cũng có được. Cô nàng cũng từng được chọn làm người mẫu trong một số chiến dịch toàn cầu của Dior, điều mà thông thường những người mẫu chuyên nghiệp sẽ có cơ hội cao hơn. Theo một báo cáo, chị cả Blackpink đã giúp Dior gia tăng giá trị truyền thông đáng kể sau hơn 2 năm đảm nhận vai trò đại sứ. Các tuần lễ thời trang quốc tế, nữ thần tượng luôn nằm trong top đầu những ngôi sao mang lại giá trị truyền thông lớn nhất cho thương hiệu.